Ban Việt ngữ Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân xin kính chào quý vị và các bạn. Trong chương trình phát thanh vào lúc 8 giờ 30 phút sáng hôm nay, Chủ nhật 11 tháng 12 năm 2016, quý vị và các bạn trước hết sẽ hiệp ý với chúng tôi trong thánh lễ và sau đó theo dõi chương trình Trưa Chủ nhật với Đức Thánh Cha. Giờ đây, trước khi chúng ta hiệp dâng thánh lễ, kính mời quý vị và các bạn theo dõi lịch phụng vụ trong tuần. Hôm nay, 11 tháng 12, Chủ nhật thứ ba mùa vọng, Thánh Vịnh tuần thứ ba, không cử hành lễ thánh Damaso đệ nhất giáo hoàng. Giáo huấn số 3. Những đặc tính của dân Thiên Chúa phần tiếp theo. Dân Thiên Chúa có phẩm giá và sự tự do của các con cái Thiên Chúa. Chúa Thánh Thần ngự trong trái tim của họ như trong một đền thờ. Dân này có luật là giới răn mới của yêu thương như chính Đức Kitô đã yêu thương chúng ta. Đó là luật mới của Chúa Thánh Thần. Sứ vụ của dân này là làm muối đất và ánh sáng thế gian. Dân này là hạt giống chắc chắn nhất, mang lại sự hợp nhất, niềm hy vọng và ơn cứu độ cho toàn thể nhân loại. Cuối cùng, mục đích của dân này là nước Thiên Chúa đã được chính Thiên Chúa khởi sự nơi trần thế và ngày càng lan rộng cho đến khi được chính Ngài hoàn tất trong ngày tận thế. Trích Giáo lý Hội Thánh Công giáo số 782. 12. Thứ hai, Đức Mẹ Guadalupe. 13. Thứ ba, Thánh Lucia Trinh Nữ Tử Đạo Lễ Nhớ. 14. Thứ tư, Thánh Gioan Thánh Giá Linh Mục Tiến Sĩ Hội Thánh Lễ Nhớ. 15. Thứ năm. 16. Thứ sáu. 17. Thứ bảy. 18. Tháng 12, Chúa Nhật thứ bốn mùa vọng, Thánh Vịnh tuần thứ bốn. Đó là lịch phụng vụ tuần này. Giờ đây, kính mời quý vị và các bạn, chúng ta cùng cầu nguyện chung với nhau trong Thánh lễ Chúa Nhật thứ ba mùa vọng năm A. Trong Chúa đứng cứu độ ta, vui lên anh em hãy vui luôn vì Chúa đã đến gần. Đây dân Chúa cùng đem tất cả niềm tin đợi chờ ngày sinh nhật con Chúa đến cứu tinh nhân loại chúng ta. Nguyện xin Chúa hướng lòng chúng con quay về bên Chúa, để tâm hồn con từ đây hoàn toàn đổi mới. Vui lên, anh em hãy vui lên, trong Chúa đến cứu độ ta. Vui lên, anh em hãy vui luôn, vì Chúa đã đến gần. Tình yêu Chúa hằng luôn sang người mọi nơi, làm cuộc đời một người tươi mới, xóa hết bao gian ta đã qua. Nguyện xin Chúa uốn lòng chúng con ngay thật và thanh khiết, để tâm hồn con từ đây mừng vui trong Chúa. Vui lên anh em hãy vui lên, trong Chúa đứng cứu độ ta. Vui lên anh em hãy vui luôn vì Chúa đã đến gần. Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần.
Amen. Nguyện xin ân sủng Đức Giêsu Kitô Chúa chúng ta, tình yêu của Chúa Cha và ơn thông hiệp của Chúa Thánh Thần ở cùng tất cả anh chị em. Và ở cùng cha. Kính thưa quý ông bà và anh chị em, hôm nay chúng ta bước vào Chúa Nhật thứ ba mùa vọng, Chúa Nhật của niềm vui. Giáo hội mời gọi chúng ta hãy vui lên vì chúng ta đã bước qua được một nửa mùa vọng. Xin cho niềm vui của chúng ta mỗi ngày một dâng cao, để nhờ đó chúng ta cũng chia sẻ niềm vui ấy với mọi người. Giờ đây chúng ta cùng thành tâm sám hối, xin Chúa tha thứ những lỗi lầm thiếu sót để xứng đáng cử hành thánh lễ này. Tôi thu nhận cùng Thiên Chúa toàn năng và cùng anh chị em, tôi đã phạm tội nhiều trong tư tưởng, lời nói, việc làm và những điều thiếu sót. Lỗi tại tôi mọi lần. Vì vậy tôi xin Đức Bà Maria trong đời đồng trinh, các thiên thần, các thánh và anh chị em khẩn cầu cho tôi trước tòa Thiên Chúa, Chúa chúng ta. Xin Thiên Chúa toàn năng thương xót tha tôi và dẫn đưa chúng ta đến sự sống muôn đời. Amen. Xin Chúa thương xót chúng con. Xin Chúa thương xót chúng con. Xin Chúa Kitô thương xót chúng con. Xin Chúa Kitô thương xót chúng con. Xin Chúa thương xót chúng con. Xin Chúa thương xót chúng con. Chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Thiên Chúa từ bi nhân hậu, này dân Chúa đem tất cả niềm tin đợi chờ ngày lễ sinh nhật Đấng Cứu Thế. Xin hướng niềm vui chúng con về chinh nguồn hoan lạc của mầu nhiệm Giáng sinh cao ca, để tâm hồn chúng con hoàn toàn đổi mới mà họp mừng ngày cứu độ đã gần kề. Chúng con cầu xin nhờ Đức Giêsu Kitô con Chúa, Chúa chúng con, là Thiên Chúa hằng sống và hiền tri cùng Chúa hiệp nhất với Chúa Thánh Thần đến muôn đời. Amen. Bài trích sách tiên tri Isaiah. Nơi hoang địa cằn cỗi sẽ vui mừng, cõi tịch liêu sẽ hân hoan và nở bông dường như khóm huệ, sẽ đẩy chồi non và hoan hỷ vui mừng và khen ngợi rằng: đã ban cho Israel được vinh quang của xứ Liban, huy hoàng của Carmen và Sharon. Chính chúng sẽ nhìn thấy vinh quang của Chúa và huy hoàng của Thiên Chúa chúng ta. Hãy làm cho mạnh mẽ những bàn tay rời rã, và hãy làm cho tăng sức những đầu gối mỏi mòn. Phải nói cho những người nhát đảm rằng: hãy can đảm lên, đừng sợ hãi. Kìa, Thiên Chúa các ngươi sẽ đem lại điều báo ứng. Chính Thiên Chúa sẽ đến và cứu độ các ngươi. Bấy giờ mắt người mù sẽ nhìn thấy, và tai những người điếc sẽ được nghe. Bấy giờ người què sẽ nhảy nhót như nai. Những người được Chúa cứu độ sẽ trở về và đến Sion với lời khen ngợi, và trên đầu họ mang hoan hỷ triền miên. Họ sẽ được vui mừng khoái trá, họ sẽ không còn đau buồn, rên xiết sẽ trốn xa. Đó là lời Chúa. Tạ ơn Chúa. Chúa xin đến cứu độ chúng con. Thiên Chúa giải cứu cho người bị ấm lòng. Thiên Chúa dự xét đem lại công bình. Thiên
Chúa giải thoát những người tù lao. Bài trích thơ Thánh Gia-cô-bê tông đồ. Anh em hãy kiên nhẫn chờ ngày Chúa đến. Kìa xem người nông phu trong đợi hoa màu quý báu của đồng ruộng. Kiên nhẫn đợi chờ mưa xưng và mưa thu. Vậy anh em hãy bền chí và vững tâm, vì Chúa đã gần đến. Anh em đừng kêu trách lẫn nhau, để khỏi phải bị kết án. Này đây, quan tòa đã đứng trước cửa. Anh em hãy học gương kiên nhẫn và chịu đựng trong gian khổ của các tiên tri, là những người đã nói nhân danh Chúa. Đó là lời Chúa. Tạ ơn Chúa. Alleluia. Alleluia. Thánh thần Chúa ngự trên tôi, người đã sai tôi đem tin mừng cho người nghèo khó. Alleluia. Chúa ở cùng anh chị em và ở cùng cha. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu. Lạy Chúa, vinh danh Chúa. Khi ấy Gioan ở trong ngục nghe nói về các việc làm của Chúa Kitô, ông sai môn đệ đến thưa người rằng: Thầy có phải là đấng phải đến chăng, hay chúng tôi còn phải đợi đấng nào khác? Chúa Giêsu bảo họ: Hãy về thuật lại cho Gioan những gì các ông nghe và thấy. Người mù được thấy, người què đi được, người phong hủi được khỏi, người điếc được nghe, người chết sống lại, và tin mừng được loan báo cho kẻ nghèo khó, và phúc cho ai không vấp ngã vì ta. Khi những người được sai đến đã đi rồi, Chúa Giêsu liền nói với đám đông về Gioan rằng: Các ngươi đi xem gì ở hoang địa? Một cây sậy phất phơ trước gió ư? Vậy các ngươi đi xem gì? Một người ăn mặc lả lướt ư? Nhưng những người ăn mặc lả lướt thì ở nơi cung điện nhà vua. Vậy các ngươi đi xem gì? Một tiên tri ư? Phải, ta bảo các ngươi, và còn hơn một tiên tri nữa. Vì có lời chép về ông rằng: Thật ta bảo các ngươi, trong con cái người nữ sinh ra, chưa từng xuất hiện một ai cao trọng hơn Gioan Tẩy Giả. Nhưng người nhỏ nhất trong nước trời cũng còn cao trọng hơn ông. Đó là lời Chúa. Lạy Chúa Kitô, ngợi khen Chúa. Kính thưa cộng đoàn, phụng vụ lời Chúa ngày hôm nay mời gọi chúng ta hãy vui lên.
và cũng loan báo cho chúng ta một tin vui rằng Chúa sắp đến. Nhưng chẳng phải Chúa đã đến với chúng ta gần 2000 năm rồi sao? Vậy sao chúng ta lại nói Chúa sắp đến? Quả thực Chúa đã đến với trần gian, đã đến để cứu độ nhân loại. Nhưng có thể người chưa đến, chưa cứu mỗi người chúng ta. Và điều mà Thiên Chúa muốn không phải là đến với một nơi chốn, nhưng là đến với một tâm hồn. Chỉ còn ít ngày nữa thôi, chúng ta lại long trọng, tưng bừng, cử hành, mừng lễ Giáng sinh, mừng kỷ niệm ngày con Thiên Chúa đến trần gian. Nhưng phải chăng chúng ta chỉ mừng kỷ niệm ngày Chúa đến trong hang đá máng cỏ, mà không để Chúa đến với một nơi nào ấm cúng hơn? Bài đọc sách ngôn sứ Isaiah hôm nay thuật lại khung cảnh bất hạnh của một thời. Khi mà đó đây những con người chán trường vật vã, những bàn tay mỏi mòn rời rã, những bước chân chậm chạp lê thê, những tâm hồn bủn rủn sợ sệt, những con người đau khổ rên xiết. Chính trong bối cảnh đó, ngôn sứ đã lên tiếng an ủi và khích lệ. Rồi đây mọi sự sẽ qua và chính Thiên Chúa sẽ đến cứu độ họ. Và điều đó đã trở thành niềm hy vọng của dân Israel qua rất nhiều thế kỷ. Bài tin mừng hôm nay thuật lại, như bao con người thời ấy, Gioan Tẩy Giả đang ngồi trong tù cũng nóng lòng chờ đợi đấng Messiah. Một đàng Gioan đã cảm nhận vì đã từng làm chứng Đức Giêsu chính là đấng ấy, nên muốn giới thiệu môn đệ mình đến với người. Nhưng đảng khác, Gioan cũng còn đang phân vân vì chưa thấy Đức Giêsu xuất hiện trong dáng vẻ của một vị thẩm phán nghiêm minh. Ông đã sai môn đệ đến hỏi Đức Giêsu rằng: "Thầy có phải là đấng phải đến chăng?" Câu trả lời của Đức Giêsu cũng lại gián tiếp cho Gioan và các môn đệ của ông hiểu rằng người chính là đấng mà các ngôn sứ đã nói tới. Nhưng người không phải là một đấng Messiah theo kiểu thế gian, mà là một Messiah tôi tớ. Người không đến để trừng phạt, nhưng để cứu vớt. Không phải chỉ ngày xưa dân Israel mới mong đợi đấng cứu thế. Ngày nay, nhân loại vẫn đang rất cần Thiên Chúa, dẫu đôi khi họ không ý thức rõ ràng về điều đó, về vị Thiên Chúa mà họ đang rất cần đó. Thực tế là, với những phát triển của công nghệ hiện đại, của khoa học, kỹ thuật, con người thời nay đã có đủ mọi sự. Tuy nhiên khi nhìn vào thực tế, người ta lại thấy rất nhiều người hoang mang và bế tắc. Họ không tìm thấy ý nghĩa của cuộc đời. Chẳng hạn, ngày 1 tháng 4 năm nay, diễn viên đóng vai chính trong bộ phim truyền hình dài tập Cô Dâu 8 Tuổi. Bộ phim đã từng làm mê mẩn nhiều phụ nữ và nhiều người Việt Nam. Diễn viên đó đã tự tử tại nhà riêng của mình. Cũng vậy, ngày 2 tháng 2 năm nay, đầu bếp số 1 thế giới, ông Benoît Violier đã tự tử ở tuổi 44 tại Thụy Sĩ. Còn tại Việt Nam của chúng ta thì sao? Ngày 16 tháng 6 năm nay, báo Tuổi Trẻ Sài Gòn đăng tin, theo thống kê của một cơ quan y tế, mỗi năm có từ 10.000 đến 13.000 người tử vong vì tai nạn giao thông. Tuy nhiên, số người tự tử thì cao gấp 3 đến 4 lần số đó. Sự thể đã khiến các chuyên viên phải lên tiếng, cần tìm ngay một giải pháp cho các vấn đề xã hội này. Như thế thưa cộng đoàn, bề ngoài thì xem ra con người thời đại khá đầy đủ, nhưng nếu nhìn sâu vào đáy lòng, người ta mới thấy nhiều khoảng trống mênh mông rất cần được lấp đầy. Đó có thể là khoảng trống siêu vật chất, một khoảng trống mà tiền bạc của cải tiện nghi không thể lấp đầy được. Đó cũng có thể là khoảng trống tâm lý khiến người ta vẫn cô đơn ở giữa phố xá đông người.
Nhưng hơn hết, có lẽ đó chính là khoảng trống vĩnh cửu. Khi người ta không tìm thấy ý nghĩa của cuộc đời, mọi sự trở nên chán nản, vô nghĩa và phi lý. Điều đó cũng có thể xuất phát từ việc con người ta sống quá ích kỷ, không tìm thấy gì khác, ngay cả chính bản thân mình. Những khoảng trống ấy thật mênh mông, sâu thẳm, chẳng có gì có thể lấp đầy, trừ một mình Thiên Chúa. Thế mới biết, nhân loại đang rất cần Thiên Chúa biết bao. Tuy nhiên, nhiều người trong chúng ta mong ước được gặp Chúa, nhưng thực tế là có rất nhiều lần Thiên Chúa đến với chúng ta, nhưng chưa lần nào Ngài đến được vì cánh cửa tâm hồn chúng ta đã bị khóa trái. Có thể vì chúng ta hiểu sai về Thiên Chúa, vị Thiên Chúa chúng ta đang mong đợi là một vị Thiên Chúa theo trí tưởng tượng riêng của mình, rằng Ngài sẽ luôn sẵn sàng đáp ứng mọi nhu cầu của chúng ta. Và từ đó rất nhiều lần chúng ta đã chẳng muốn đón tiếp Thiên Chúa của sự thật, Thiên Chúa của sự sống, Thiên Chúa của cảm thông và thương xót. Bài tin mừng hôm nay thuật lại, Gioan Tẩy Giả và các môn đệ của ông cũng đang hiểu lơ mơ về Đức Giêsu. Vì thế, Đức Giêsu đã bảo các ông hãy về thuật lại cho Gioan những gì các anh thấy. Người chết sống lại, kẻ què đi được, người nghèo được nghe tin mừng cứu độ. Đó chính là vị Thiên Chúa mà chúng ta đang mong chờ. Người không đến để lấp đầy sự thiếu thốn vật chất, nhưng là khoảng trống vĩnh cửu trong lòng nhân loại. Người đến đem cho chúng ta niềm vui của gặp gỡ, của yêu thương và tha thứ. Và người cũng muốn chúng ta thuật lại cho người khác về niềm vui đó. Niềm vui khi chúng ta đến gặp gỡ Thiên Chúa trong thánh lễ. Niềm vui vì chúng ta gặp gỡ Thiên Chúa trong anh chị em mình. Thiên Chúa sẽ ở với chúng ta khi chúng ta gặp gỡ nhau. Vậy, hãy để Thiên Chúa thực hiện nơi chúng ta những điều thiện hảo nhất. Nhờ đó, có thể chữa lành những vết thương, lấp đầy những khoảng trống vĩnh cửu, những tâm hồn đang thiếu vắng Thiên Chúa giữa lòng thế giới hôm nay. Amen. Xin kính mời cộng đoàn đứng, chúng ta cùng tuyên xưng đức tin. Tôi tin kính một Thiên Chúa, là Cha toàn năng, đấng tạo thành trời đất, muôn vật hữu hình và vô hình. Tôi tin kính một Chúa Giêsu Kitô, Con một Thiên Chúa, sinh bởi Đức Chúa Cha từ trước muôn đời. Người là Thiên Chúa bởi Thiên Chúa, ánh sáng bởi ánh sáng, Thiên Chúa Thần bởi Thiên Chúa Thần, được sinh ra mà không phải được tạo thành, đồng bản thể với Đức Chúa Cha, nhờ Người mà muôn vật được tạo thành, vì loài người chúng ta và để cứu độ chúng ta, Người đã từ trời xuống thế, bởi phép Đức Chúa Thánh Thần, Người đã nhập thể trong lòng Trinh Nữ Maria và đã làm người. Người chịu đóng đinh vào thập giá vì chúng ta. Hỡi quan phong Si-ô Phi-la-tô, Người chịu khổ hình và mai táng. Ngày thứ ba Người sống lại như lời Thánh Kinh. Người lên trời, Người bên hầu Đức Chúa Cha, và Người sẽ lại đến trong vinh quang để phán xét kẻ sống và kẻ chết. Nước Người sẽ không bao giờ cùng. Tôi tin kính Đức Chúa Thánh Thần là Thiên Chúa và là đấng ban sự sống, Người bởi Đức Chúa Cha và Đức Chúa Con mà ra, Người được phụng thờ và tôn vinh cùng với Đức Chúa Cha và Đức Chúa Con. Người đã dùng các tiên tri mà phán dạy. Tôi tin Hội Thánh duy nhất, Thánh Thiện,
công giáo và tông truyền. Tôi tuyên xưng có một phép rửa để tha tội. Tôi trong đời kẻ chết sống lại và sự sống đời sau. Amen. Anh chị em thân mến, Đức Kitô con Thiên Chúa đã nhập thể làm người để đem lại bình an và hạnh phúc cho nhân loại. Với lòng yêu mến biết ơn, chúng ta dâng Chúa lời nguyện xin. Hãy làm cho những bàn tay rã rời nên mạnh mẽ. Xin cho các mục tử trong hội thánh biết dùng chính đời sống của mình để củng cố đức tin và loan truyền niềm hy vọng cho tất cả các Kitô hữu. Lạy Chúa, chúng con cầu xin Chúa. Xin Chúa nhận lời chúng con. Hiệp cùng Đức Thánh Cha, xin cho các dân tộc tại châu Âu biết tái khám phá vẻ đẹp, sự tốt lành và chân thật của tin mừng. Ngõ hầu mang lại niềm vui và hy vọng cho đời sống. Đồng thời, xin cho nạn trẻ em bị bắt đi quân dịch được loại bỏ trên toàn thế giới. Lạy Chúa, chúng con cầu xin Chúa. Xin Chúa nhận lời chúng con. Anh em hãy bền chí và vững tâm. Xin cho những người đang gặp phải thử thách trong đức tin và khó khăn trong cuộc sống biết cậy trông, tín thác vào Chúa để vượt thắng những khó khăn và tìm lại nguồn bình an đích thực. Lạy Chúa, chúng con cầu xin Chúa. Xin Chúa nhận lời chúng con. Anh em hãy kiên nhẫn chờ ngày Chúa đến. Xin cho cộng đoàn chúng ta nỗ lực sống đời cầu nguyện, trong sạch và thực thi bác ái, để được chan chứa niềm vui trong ngày Chúa đến. Lạy Chúa, chúng con cầu xin Chúa. Xin Chúa nhận lời chúng con. Lạy Chúa, Chúa luôn trung tín trong mọi lời Chúa hứa và yêu thương trong mọi việc Chúa làm. Xin nhận lời chúng con cầu nguyện mà thương giúp chúng con sống xứng đáng với ơn cứu độ Chúa ban. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Amen. Anh chị em hãy cầu nguyện để hy lễ của tôi cũng là của anh chị em được Thiên Chúa là Cha toàn năng chấp nhận. Xin Chúa nhận nghi lễ bởi tay Cha để ca tụng tôn vinh danh Chúa và mưu ích cho chúng ta cùng toàn thể hội thánh người.
Lạy Chúa, xin cho chúng con hằng biết dâng lên Chúa lễ tế chứng tỏ lòng tôn kính mến yêu. Ước chi hy lễ này hoàn toàn thể hiện được ý muốn của Đức Kitô khi lập bí tích thánh thể, là đem lại cho cả thế giới ơn cứu độ muôn đời. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Amen. Chúa ở cùng anh chị em và ở cùng cha. Hãy nâng tâm hồn lên. Chúng con đang hướng về Chúa. Hãy tạ ơn Chúa là Thiên Chúa chúng ta. Thật là chính đáng. Lạy Chúa là Cha chi thánh, là Thiên Chúa toàn năng hằng hữu. Chúng con tạ ơn Chúa mọi nơi mọi lúc nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Thật là chính đáng phải đào và đem lại ơn cứu độ cho chúng con. Khi ngự đến lần thứ nhất mặc lấy thân xác yêu hèn, người đã thực hiện hồng ân mà Chúa dự định từ xưa và mở đường cứu độ đời đời cho chúng con. Để khi người đến lần thứ hai trong uy linh, nhờ hồng ân bây giờ được to hiện, chúng con sẽ lãnh nhận điều Chúa đã hứa mà ngày nay chúng con đang tình thưng vững ra đời chờ. Vì thế cùng với các thiên thần và tông lãnh thiên thần, các bệ thần và quan thần cùng toàn thể đao binh thiên quốc, chúng con không ngừng hát bài ca chúc tụng vinh quang Chúa rằng: Thánh, 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 Chúa là Thiên Chúa các đạo binh, trời đất đầy vinh quang Chúa. Hoan hô Chúa trên các tầng trời, chúng tôn nâng ngự đến nhân danh Chúa. Hoan hô Chúa trên các tầng trời. Lạy Chúa, Chúa thật là đấng thánh, là nguồn mọi sự thánh thiện. Vì thế chúng con nài xin Chúa dùng ơn thánh thần Chúa thanh hóa những của lễ này, để trở nên cho chúng con mình và mau Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con. Khi tự nguyện nộp mình chịu khổ hình, người cầm lấy bánh, tạ ơn bè ra và trao cho các môn đệ mà nói: Tất cả các con hãy nhận lấy mà ăn, vì này là mình thầy sẽ bị nộp vì các con. Cùng một thể thức ấy, sau bữa ăn tối, người cầm lấy chén cũng tạ ơn trao cho các môn đệ mà nói: Tất cả các con hãy nhận lấy mà uống, vì này là chén máu thầy, máu giao ước mới và vinh cửu sẽ đổ ra cho các con và nhiều người được tha tội. Các con hãy làm việc này mà nhớ đến thầy. Đây là mầu nhiệm đức tin. Lạy Chúa, chúng con loan truyền Chúa chịu chết và tuyên xưng Chúa sống lại cho tới khi Chúa đến. Vì vậy, lạy Chúa, khi kính nhớ con Chúa chịu chết và sống lại, chúng con dâng lên Chúa bánh trường sinh và chén cứu độ để tạ ơn Chúa. Vì Chúa đã thương cho chúng con được xưng đang hầu cận trước tôn nhan và phụng sự Chúa, chúng con tha thiết nài xin Chúa cho chúng con khi thông phần mình và mau Đức Kitô được quy tụ nên một nhờ Chúa Thánh Thần. Lạy Chúa, xin nhớ đến hội thánh Chúa lan rộng khắp hoàn cầu để kiện toàn hội thánh trong Đức Mên, cùng với Đức Giáo Hoàng Phanxicô, Đức Giám Mục Antonio, các đức giám mục Việt Nam chúng con và toàn thể hàng giáo sĩ. Xin Chúa cùng nhớ đến anh chị em chúng con đang an nghỉ trong niềm hy vọng sống lại, và mọi người đặc biệt các bậc tổ tiên, ông bà, cha mẹ và thân bằng quyến thuộc chúng con đã ly trần trong tình thương của Chúa. Xin cho hết thảy được vào hướng ánh sáng tôn nhan Chúa. Chúng con nài xin Chúa thương xót tất cả chúng con, cho chúng con được đồng hưởng sự sống đời đời cùng với Đức Trinh Nữ Maria Mẹ Thiên Chúa, Thánh Giuse bàn trăm năm Đức Trinh Nữ,
các thánh tông đồ và toàn thể các thánh đã sống đẹp lòng Chúa qua mọi thời đại, và cùng với các ngài chúng con được ca ngợi và tôn vinh Chúa, nhờ Đức Giêsu Kitô con Chúa. Chính nhờ người, với người và trong người mà mọi danh dự và vinh quang đều quy về Chúa là Cha toàn năng, trong sự hợp nhất của Chúa Thánh Thần đến muôn đời. Amen. Vâng lệnh Chúa cứu thế và theo thế thức người dạy, chúng ta giam nguyện rằng: Lạy Cha chúng con ở trên trời, chúng con nguyện danh Cha cả sáng, nước Cha trì đến, ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời. Xin Cha cho chúng con hôm nay lương thực hàng ngày, và tha nợ chúng con như chúng con cũng tha kẻ có nợ chúng con. Xin chớ để chúng con xa chưa cám dỗ, nhưng cứu chúng con cho khỏi sự dữ. Lạy Chúa, xin cứu chúng con khỏi mọi sự dữ. Xin đoái thương cho những ngày chúng con đang sống được bình an. Nhờ Chúa rộng lòng thương cứu giúp, chúng con sẽ luôn luôn thoát khỏi tội lỗi và được an toàn khỏi mọi biên loạn. Đang khi chúng con mong đợi niềm hy vọng hồng phúc và ngày trở lại của Chúa Giêsu Kitô đấng cứu độ chúng con. Vì vương quyền, quy lực và vinh quang là của Chúa đến muôn đời. Lạy Chúa Giêsu Kitô, Chúa đã nói với các tông đồ rằng: Thầy để lại bình an cho các con, Thầy ban bình an của Thầy cho các con. Xin Chúa đừng chấp tội chúng con, nhưng xin nhìn đến đức tin của Hội Thánh Chúa. Xin đoái thương ban cho Hội Thánh được bình an và hợp nhất theo Thánh ý Chúa. Chúa hằng sống và hiền trị muôn đời. Amen. Bình an của Chúa hằng ở cùng anh chị em. Và ở cùng cha. Anh chị em hãy chúc bình an cho nhau. Lạy Chuyên Thiên Chúa, đấng xóa tội trần gian, xin thương xót chúng con. Lạy Chuyên Thiên Chúa, đấng xóa tội trần gian, xin thương xót chúng con. Lạy Chuyên Thiên Chúa, đấng xóa tội trần gian, xin ban bình an cho chúng con. Đây Chiên Thiên Chúa, đây đấng xóa tội trần gian, phúc cho ai được mời đến dự tiệc Chiên Thiên Chúa. Lạy Chúa, con chẳng đáng Chúa ngự vào nhà con, nhưng xin Chúa phán một lời thì linh hồn con sẽ lành mạnh. Trong dòng nước gió đang, Thánh Gioan kêu gọi thông hối, nhân gian thấy mình tội lỗi, nên xin dân đường chỉ lối. Người người lần xuống dòng sông, lòng thành nguyện Chúa du thương, thứ tha ban ơn khoan hồng, vì Ngài là Chúa. Từng đến Giô-đan, dẫu không vương tội nhân thế, khiêm nhu như mọi người thế, dẫu trên muôn hàng vương đế.
mau hay hơn hoa. Lòng Chúa khoan nhân đã yêu con dại thơ bé, thương ban con mùa xuống thế, hiến thân như một của lễ. Vì Ngài là Chúa tư nhân và Ngài là vua bình an, thiết tha yêu thương nhân trần, nhiệm màu lòng Chúa. Chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Thiên Chúa rất từ bi nhân hậu, chúng con nài xin Chúa cho bí tích thánh thể này thanh tẩy chúng con sạch vết nhơ tội lỗi và chuẩn bị tâm hồn chúng con mừng những ngày đại lễ sắp tới. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Amen. Chúa ở cùng anh chị em và ở cùng cha. Xin Thiên Chúa toàn năng và từ bi nhờ việc con Chúa đến trong anh huy hoàng, thánh hoa và đô tràn phúc lành của Ngài cho anh chị em là những kẻ tin con một Chúa đã đến và mong đợi người sẽ đến. Amen. Xin Thiên Chúa làm cho anh chị em trong cuộc sống hiện tại được vững bền trong đức tin, vui mừng trong đức cậy và sinh hoa kết quả trong đức mến. Amen. Anh chị em vui mừng sốt sáng đón nhận đấng cứu chuộc đến trong xác phàm. Xin Thiên Chúa ban cho anh chị em phần thưởng cuộc sống đời đời khi người vinh quang ngự đến lần thứ hai. Amen. Và xin phúc lành của Thiên Chúa toàn năng là Cha và Con và Thánh Thần xuống trên anh chị em và ở lại cùng anh chị em luôn mãi. Amen. Lễ xong chúc anh chị em đi bình an. Tạ ơn Chúa. Trời cao đổ xuống sương bay, mây ơi mau hãy mưa về từ ta tân trời nói lên hiền bình Chúa, không trông cao chiếu khi câu tay người Chúa. Chúng con lấy đây riêng lành vắng thành thánh điều phàm. Jerusalem hoang vu nơi.
trong cảnh rất thánh đức mẹ Chúa Trời, xin chớ chê chớ bỏ lời chúng con nguyện. Trong cơn gian nan thiếu thốn, đức nữ đồng trinh hiển vinh sang lan. Hằng chiếu chúng con cho khỏi mọi sự dữ. Amen. Lạy ra thanh trái tim Đức Chúa Giêsu. Đời xót chúng con. Lạy trái tim cực thánh cực tình ra thanh Đức Bà Maria. Cầu cho chúng con. Lạy ông thánh vua xe là bạn thanh sát Đức Bà Maria trọn đời đồng trinh. Cầu cho chúng con. Lạy các thánh tử đạo Việt Nam. Cầu cho chúng con. Nhân dân cha và con và thánh thần. Amen. Amen. Vừa rồi là thánh lễ Chúa Nhật. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình Trưa Chúa Nhật với Đức Thánh Cha với chúng tôi. Trong mùa vọng này, chúng ta hãy để cho mình được hướng dẫn bởi lời khích lệ của Thánh Gioan Tẩy Giả. Hãy dọn đường cho Chúa, hãy uốn thẳng các nẻo đường của Ngài. Quý vị và các bạn thân mến, Đức Thánh Cha Francisco đã nói như trên với hàng chục ngàn tín hữu và du khách hành hương năm châu trong buổi đọc kinh truyền tin trưa Chúa Nhật mùng 4 tháng 12 vừa qua tại Vatican. Mở đầu bài huấn dụ, Đức Thánh Cha nói: Cari fratelli e sorelle, buongiorno. Nel Vangelo di questa seconda domenica di Avvento risuona l'invito di Giovanni Battista: convertitevi, perché il regno dei cieli è vicino. Con queste stesse parole Gesù darà inizio alla sua missione in Galilea, e tale sarà anche l'annuncio che dovranno portare i discepoli nella loro prima esperienza missionaria. Trong phúc âm Chúa Nhật thứ hai mùa vọng năm A, vang lên lời Thánh Gioan Tẩy Giả mời gọi: Hãy hoán cải vì nước trời đã gần đến. Với cùng các lời này, Chúa Giêsu sẽ khai mào sứ mệnh của Ngài tại Galilea. Và nó cũng sẽ là lời loan báo mà các môn đệ sẽ rao giảng trong kinh nghiệm truyền giáo đầu tiên của các vị. Như thế, Thánh sử Matthew muốn giới thiệu Gioan như đấng dọn đường cho Chúa Kitô đến, và các môn đệ cũng như những người tiếp tục việc rao giảng của Chúa Giêsu. Đây là cùng lời loan báo tươi vui: nước Thiên Chúa đến, còn hơn thế nữa, nó ở gần, ở giữa chúng ta. Lời này rất quan trọng. Chúa Giêsu nói, nước Thiên Chúa ở giữa anh em. Và Gioan Tẩy Giả loan báo điều Chúa Giêsu sẽ nói sau này: nước Thiên Chúa đã tới rồi và ở giữa anh em. Đây là sứ điệp chính của mọi sứ mệnh Kitô. Khi một nhà thừa sai ra đi, khi một Kitô hữu ra đi loan báo Chúa Giêsu, thì họ không ra đi để chiêu dụ tín đồ, như thể là người ủng hộ một đội bóng, tìm nhiều người ủng hộ hơn cho đội bóng của mình. Không, họ ra đi chỉ để loan báo rằng, nước Thiên Chúa ở giữa anh em. Và như thế, vị thừa sai dọn đường cho Chúa Giêsu gặp gỡ dân Ngài. Nhưng mà nước Thiên Chúa này, nước trời này là cái gì vậy? Chúng đồng nghĩa với nhau. Chúng ta nghĩ ngay tới một cái gì liên quan tới cuộc sống bên kia. Cuộc sống vĩnh cửu. Đức Thánh Cha giải thích điểm này như sau. Chắc chắn rồi, đúng thế. Nước Thiên Chúa sẽ trải dài ra vô tận, vượt ngoài cuộc sống trên trần gian này. Nhưng tin mừng Chúa Giêsu đem đến cho chúng ta và Thánh Gioan giảng trước, đó là chúng ta không phải chờ đợi nước ấy trong tương lai. Nó đã tới gần, trong một cách thức nào đó, ngay trong hiện tại này. Chúng ta có thể kinh nghiệm ngay từ bây giờ quyền năng tinh thần của nó. Chúa Giêsu nói, nước Thiên Chúa ở giữa chúng ta. Thiên Chúa đến để thiết lập chức là Chúa của Ngài trong lịch sử chúng ta, trong cái hôm nay của mỗi ngày, trong cuộc sống của chúng ta.
và nơi đâu chức là Chúa của Ngài được tiếp đón với lòng tin và sự khiêm tốn, thì ở đó nảy mầm tình yêu, niềm vui và hòa bình. Tiếp tục bài huấn dụ, Đức Thánh Cha nói: điều kiện để được vào và là thành phần của nước này là chu toàn một sự thay đổi trong cuộc sống, nghĩa là hoán cải mỗi ngày tiến một bước. Đó là từ bỏ các con đường thoải mái nhưng sai lạc, các thần tượng của thế giới này, thành công bằng bất cứ giá nào, quyền lực dù có gây thiệt hại cho người yếu đuối, khát khao giàu có, khoái lạc với bất cứ giá nào. Trái lại, đó là mở đường cho Chúa đến. Ngài không lấy mất đi sự tự do của chúng ta, nhưng ban cho chúng ta hạnh phúc đích thật. Với biến cố Chúa Giêsu sinh ra tại Bethlehem, chính Thiên Chúa ở giữa chúng ta để giải thoát chúng ta khỏi sự ích kỷ, tội lỗi và sự thối nát, khỏi các thái độ của ma quỷ, tìm thành công bằng mọi giá, tìm quyền lực cả khi gây thiệt thòi cho những người yếu đuối nhất, khát khao giàu sang và tìm thú vui bằng bất cứ giá nào. Giáng sinh là một ngày của niềm vui lớn cả bề ngoài nữa, nhưng nhất là một biến cố tôn giáo. Vì thế, cần một sự chuẩn bị tinh thần. Trong mùa vọng này, chúng ta hãy để cho mình được hướng dẫn bởi lời khích lệ của Thánh Gioan Tẩy Giả: hãy dọn đường cho Chúa, hãy uốn thẳng các nẻo đường của Ngài. Đức Thánh Cha nói thêm trong bài huấn dụ: chúng ta chuẩn bị đường cho Chúa và uốn thẳng các nẻo đường của Ngài khi chúng ta duyệt xét lương tâm, khi chúng ta dò xét các thái độ của chúng ta để đánh đuổi các thái độ tội lỗi mà tôi đã nhắc tới. Chúng không phải là các thái độ của Thiên Chúa. Thành công bằng mọi giá, quyền lực gây thiệt hại cho những người yếu đuối nhất, khát khao giàu sang, thú vui bằng mọi giá. Xin Đức Trinh Nữ Maria giúp chúng ta chuẩn bị cho cuộc gặp gỡ với tình yêu luôn luôn lớn lao hơn là tình yêu mà Chúa Giêsu đem đến, và trong đêm Giáng sinh đã trở thành bé nhỏ như một hạt giống rơi xuống đất, và Chúa Giêsu là hạt giống này, hạt giống của nước Thiên Chúa. Ci aiuti la Vergine Maria a prepararci all'incontro con questo amore sempre più grande che quello che porta Gesù, e che nella notte di Natale si è fatto piccolo, 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 come un seme caduto nella terra. E Gesù è questo seme, il seme del regno di Dio. Kế đó, Đức Thánh Cha đọc kinh truyền tin và ban phép lành tỏa thánh cho mọi người. Agnus Domini nunciavit Mariae, e concepit Spiritu Santo. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ecce ancilla Domini. Fiat mihi secundum verbum tuum. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Et verbum caro factum est, et habitavit in nobis. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ora pro nobis, Santa Dei Genitrix. Udigni officiamur promissionibus Christi. Gratiam tuam quesum, Domine, mentibus nostris infunde, ut qui angelo annunciante, Christi Fili Tui, incarnazione coniovimus, per passionem eius et crucem, a resurrectionis gloriam perducamur, per unde in Christum Dominum nostrum. Amen. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen. Pro fidelibus defuntis requiem aeternam dona eis Domine. Et lux perpetua luce teis. Requiescant in pace. Amen. Sit nomen Domini benedictum. Ex hoc nunc et usque in saeculum. Aiutorium nostrum in nomine Domini. Qui fecit caelum et terram. Benedicat vos, omnipotens Deus, Pater,
et Filius, et Spiritus Sanctus. Amen. Chương trình phát thanh 8 giờ 30 phút sáng hôm nay xin được phép kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào buổi phát kế tiếp vào lúc 8 giờ đến 8 giờ 57 phút tối giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước, tức là 11.850 kilô chu kỳ. Nguyện xin bình an của Chúa Kitô ở cùng quý vị và các bạn.